Hôm nay hai chồng đi quán Highland ngồi quán cà phê ở con đường Duy Tân. Thật ngày xưa bây giờ người ta gọi là Phạm Ngọc Thạch. Con đường Duy Tân cây dài bóng mát, buổi chiều cuốn viên em hò đấy đó. Trở lại em yêu chơi đại học giờ này. Đang chưa? Hôm nay lấy áo tôi mặc luôn, đi chơi luôn, chơi kiểu luôn, hết đồ, lấy quần áo tôi mặc luôn. À lấy áo dùng cái lấy quần nè, cũng có mặc mấy cái quần nữa nha. Đẹp mát ngồi uống cà phê. Mái giang sư anh sẽ ra đi em yên cứ sau lưng kia nhà thờ Đức Bà. Mát lắm rồi. Giờ tôi tóc này tóc đỏ nè, thấy chưa? Đó, nhiều cũng được. Đẹp chưa? Mắt kiến được thấy không? Chanel được đúng không? Áo Reebok của tôi nè, thấy chưa? Chào mọi người nha, hai vợ chồng ngồi uống tiếp rồi đi ăn nữa. Ăn cho mập. Bây giờ được lên 86 kg. Nhỏ nhỏ thôi bà. Bà bị la lớn như vậy. Bà nghe tôi nặng đó, ai mà dám chở mấy con Grab sao thì nó dám chở đi. Chồng 90 thì vợ cũng 70 chứ không hết gì.